Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Và hai thí sinh đã vừa hoàn thành bài nhảy thứ hai của mình, hiện nay điểm số cao nhất là bạn Lộc Vượng với 14,1 và tiếp theo là Tố Tố 13,4. Và hai thí sinh kế tiếp sẽ có một cái gánh nặng trên đôi vai của mình, bởi vì họ là những thí sinh biểu diễn cuối cùng nên họ sẽ khá là áp lực. Và cho Thành hỏi là trong tình yêu ha, nếu như mà mình không cho người ta biết cái con người thật của mình ngay từ ban đầu, dĩ nhiên là để dễ thuyết phục người ta hơn trong cách yêu mình, thì Phạm Hương em cho đó là ngụy trang trong tình yêu hay là lừa dối trong tình yêu? Sẽ tùy vào tình huống, chứ chúng ta sẽ không đánh giá rằng là như thế nào gọi là ngụy trang và như thế nào là lừa dối. Nhưng cái quan trọng nhất là khi mà đến với đối phương, chúng ta xác định theo một cách như thế nào và muốn bước tới lâu dài với người ấy ra sao, thì cái đó mới là cái quan trọng. Việc chúng ta thể hiện tình cảm sẽ khiến đối phương đánh giá ngược lại chúng ta như thế nào, rằng chúng ta có phải là một người lừa dối hay không, hay là chỉ cố tình ngụy tạo ra như vậy. Bây giờ cụ thể hơn đi, ví dụ như anh Hương đang yêu một cái người mới đầu, họ rất là lịch sự, nền nã, cứ ngồi kêu ly kem dầm nửa tiếng đồng hồ nó chảy ra gần hết chưa ăn được muỗng. Mà sau khi quen nhau được thời gian nửa tiếng nó cũng quất 3-4 ly, cũng có trở lại cái con người thật. Thì một cái người, người ta mang một cái hình ảnh khác không phải là mình để chinh phục anh ngay từ ban đầu, sau đó mới trở lại là con người thật của họ, thì anh nghĩ là ngụy trang hay là lừa dối trong tình yêu? Nó có nhiều trường hợp lắm. Lúc đầu sẽ là tốt đẹp, sau đó thì ghê. Hai là lúc đầu thì ghê, sau đó thì thật sự con người nó hoàn toàn tốt đẹp. Hưng nghĩ là nên biết mình ở đâu đi. Hưng lại thích cái kiểu lúc đầu mình giả, mình là cái người nghèo để thử lòng cái người ta có yêu cái tình mình thật hay không. Dạ vâng, dạ vâng. Cuối cùng cái cô đó cũng rất là khinh anh ta, cuối cùng anh ta đem chở cô đấy tới cho biết đây là nhà của anh ấy, là xe của anh ấy, tất cả mọi thứ. Đây là anh tất cả là muộn rồi. Dạ. Tôi thích cái kiểu thì xin cảm ơn chia sẻ của anh Đàm. Rõ ràng là chúng ta thấy là đôi khi có sự ngụy trang trong tình yêu và cũng có những sự lừa dối trong tình yêu, nhưng mà lừa dối hay ngụy trang nó chỉ khác nhau ở cái mức độ là cái mục đích của chúng ta nằm trong tình yêu là gì và nó có còn là cái mục đích tích cực và tốt đẹp hay không thôi. Và thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là một cái tác phẩm về một sự lừa dối trong tình yêu và cái nhân vật trong câu chuyện này sẽ xoay sở như thế nào. Chúng tôi mời quý vị khám phá câu chuyện của thí sinh Ngọc Khánh. Chị Hải Mến là một cái vũ công rất là chuyên nghiệp, rất là giỏi. Cái lúc làm việc thì chị rất là chú tâm vào công việc. Mình sai cái gì là chị sửa liền. Mình là một người không chuyên nên thành ra là những cái động tác của mình nó không đẹp. Những lúc đó thì chị có la mình. Nhưng mà sau cái giờ tập luyện thì chị Mến là một người rất là vui và rất là biết lo lắng cho mình. Mình là một thí sinh mà nhiều chấn thương nhất, được mệnh danh là ông hoàng chấn thương. Nên thành ra là chị Mến rất là hiểu cái việc đó và nghĩ ra những động tác mà không ảnh hưởng tới vết thương của mình. Một trong những cái câu nói mà chị Mến nói mình hoài, khi nào em mới cho chị nhảy đầu tiên. Cái câu nói mà mình ghim hoài trong đầu và tuần vừa rồi mình đã thực hiện cái lời nói đó của chị Mến. Và mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà mình đã không phụ lòng người bạn nhảy của mình. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. A little time with me. Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I could show you a good time. Let me show you a good time. Oh,
bài nhảy với phong cách Broadway được mang là phong cách vạch trần sự thật. Họ xé nhau như khu mực. Và sau một thời gian vạch trần, chúng ta có được cảm xúc thăng hoa với sự ngưỡng mộ của ba vị giám khảo. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Huỳnh Mến và Ngọc Khánh thưa quý vị. Oh my god. Rất xuất sắc, từng điểm nhấn rõ ràng. Tôi thấy John Huy đang rất hào hứng, hỏi liền. Mời John. Oh my. Không biết nói gì luôn. Oh wow. Nói rồi, just wow, ok. Bình thường xem mấy cái bài jazz hay nhạc kịch ha, lúc mình xem mấy cái nhân vật như vậy thì bạn nữ bình thường là cái người mình hay không biết nói tiếng Việt nữa. Chú ý là thu hút đúng không? Chú ý yeah, yeah, thu hút về bạn nữ, vì bạn nữ là một người nhân vật rất là sexy và gợi cảm. Nhưng mà đây là cái lần đầu tiên anh thấy một bạn nam. Anh của anh nhìn em hoài luôn. Em thể hiện cái nhân vật này rất là tuyệt vời. Em siêu sexy luôn trong cái bài này. Siêu sexy. Wow. Yes. Và đây là một cái bài nhạc kịch nè. Tụi em cũng pha hip hop nè và burlesque nè. Rất là nhiều. Yes. Chưa có một cái cảm giác như vậy, em không biết. Tôi rất là thích cái cảm giác phấn khích. Đầu tiên Hương thấy John có cảm xúc như vậy đó. Phấn khích mà quên chính bản thân mình là ai luôn. Yeah. Rõ ràng các bạn rất là thông minh trong cái chiến lược của mình. Và quan trọng hết là cái bài nhạc các bạn lừa nó cực kỳ kịch tính. Hương thì sao? Các bạn tạo rất là nhiều điểm nhấn trong bài. Và bên cạnh đó thì tạo hình của các bạn cũng rất là đẹp, đầy tính nghệ thuật trên sân khấu. Những cái động tác tưởng chừng như rất là phô, nhưng mà khi các bạn đưa lên sân khấu thì nó rất là đẹp, rất là nghệ thuật. Và cái kết cuối cùng cũng thế, cho người khác thấy từng điểm một, không hề có bất cứ một chút nào dư thừa trong bài nhảy này. Xin cảm ơn Phạm Hương. Và xin mời Đàm Vĩnh Hưng. Em ơi, sao em có thể dễ sợ như vậy? Mến em đó. Nào, em nào? Huỳnh Mến, phải có cái đầu tàu giỏi thì mới kéo cả một cái toa tàu lớn đi tới nơi tới chốn như vậy được. Nếu anh là người có quyền, anh sẽ trao tặng cho em nghệ sĩ múa ưu tú nhất. Yeah. Em ơi, những cái xoay cũng đơn giản thôi, nhưng mà cái động tác cái đầu nó kéo theo nữa, cái động tác cái tóc em làm cái gì, anh đã quan sát em rất là kỹ, rất là xuất sắc luôn. Thì anh sẽ chờ xem cái đầu của Huỳnh Mến còn cái gì ở trong đó nữa. Yeah. Và nếu quý vị nghĩ là bạn giám khảo sẽ lựa chọn họ là tiết mục xuất sắc nhất trong tuần thì còn chần chờ gì nữa. BN khoảng cách 078369 3000 đồng một tin nhắn hay gửi ngay thưa quý vị. Yeah. Chúc mừng hai em rất xuất sắc. Lên cân đi cưng. Không có điểm đâu. Cân nặng cụ của bạn là 85,2. Và cân nặng mới là 82kg. Wow. Xuống được 3,2 kg. Tương đương với 3.8%. Chúc mừng Ngọc Khánh. Chúng ta chờ đợi điểm số từ ban giám khảo ở cuối chương trình nhé. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Don't you wanna stand?